Làm thế nào để có một giấc ngủ nồng say? Trong lĩnh vực y khoa, có một chứng bệnh phổ thông nhất nhưng lại khó trị liệu nhất, đó là chứng nhức đầu. Chứng nhức đầu xem ra có vẻ là một chứng bệnh bình thường nhưng đã làm nhức đầu giới y sĩ. Mỗi người bị nhức đầu do từ một nguyên nhân khác nhau. Có người đau khổ vì chứng nhức đầu kinh niên của mình đã mấy chục năm, đã chữa trị với rất nhiều bác sĩ thuộc các ngành chuyên môn khác nhau, đã thử qua châm cứu, dùng thuốc bắc, vân vân, nhưng vẫn không tìm ra căn bệnh để trị liệu tận gốc. Ngoài chứng nhức đầu, những chứng bệnh khác xem ra không có vẻ chết chóc gì, nhưng cũng làm đau khổ biết bao nhiêu người mà y khoa vẫn chưa giải quyết được, như chứng mất ngủ kinh niên. Hoặc nhẹ hơn thì có người tuy không mất ngủ, nhưng giấc ngủ lúc nào cũng nặng nề, mệt nhọc với nhiều ác mộng. Có người khi thức giấc cảm thấy đầu óc lâng lâng, không tập trung tinh thần được, đưa đến tính hay cáu kỉnh, dễ có những quyết định sai lạc và quan niệm chán đời. Và làm sao y khoa có thể giải thích được có người đã đau khổ từ năm này qua năm khác vì chứng mất ngủ hành hạ cả tinh thần lẫn thể xác, nhưng sự đau khổ đó bỗng nhiên chấm dứt như một phép lạ khi người này dọn vào căn nhà mới? Phải chăng có một phép lạ nào đó đã xảy ra? Chắc chắn là không, vì khoa phong thủy nhìn thấy được những điều này, những nguyên nhân rất là đơn giản và thực tiễn, mà chỉ vì chúng ta không để ý đến mà thôi. Bởi vậy, tuy chỉ là một câu hỏi rất bình thường, làm thế nào để có một giấc ngủ nồng say? Câu trả lời thật dễ dàng đối với người này, nhưng lại là ước muốn khó khăn đối với một số người khác. Khoa phong thủy, một khoa học cổ truyền của người Trung Hoa đã có gần 4.000 năm nay, tuy là một khoa học huyền bí nhưng lại có cái nhìn rất gần với những khoa học thực tiễn nói chung và một khía cạnh nào đó với ngành y khoa nói riêng. Có một câu trả lời cho vấn đề mà chúng ta vừa nêu trên. Người ta tính ra trung bình mỗi người có 1/3 cuộc đời là thời gian dành cho giấc ngủ. Nói như vậy, chúng ta thấy được tầm quan trọng của giấc ngủ là như thế nào. Khi ngủ, chúng ta được nghỉ ngơi vừa cả thể xác lẫn tinh thần. Mỗi người chúng ta như một bình diện đã tiêu hao một số năng lượng vì làm việc, vì suy nghĩ, vì lo lắng, vì cảm xúc, vân vân, suốt cả ban ngày. Cho nên ban đêm giấc ngủ của chúng ta là thời gian để cho cơ thể tái tạo số năng lượng đã mất đi. Như vậy, nếu chúng ta không ngủ được hoặc ngủ với một giấc ngủ không thoải mái, thì cơ thể của chúng ta không tái tạo được số năng lượng cần thiết cho một ngày bận rộn kế tiếp. Nếu tình trạng này kéo dài, thì đó là nguyên nhân làm cho sức khỏe ngày càng tiêu hao, tinh thần dễ suy sụp và tuổi đời sẽ ngắn lại. Đối với khoa phong thủy, phòng ngủ là một trong 4 phần quan trọng nhất của một căn nhà. Từ vị trí của phòng ngủ, sự sắp xếp trong phòng ngủ, đến cách đặt giường ngủ, hướng nằm ngủ, vân vân, đều là những yếu tố giúp cho chúng ta có được một giấc ngủ an lành. Bởi vậy, khoa phong thủy có những nguyên tắc căn bản sau đây trong việc sắp xếp một phòng ngủ. Nguyên tắc thứ nhất, nếu chia bề sâu căn nhà ra làm 2 phần, thì phòng ngủ nên ở nửa phần sau của căn nhà. Lý do là vì sinh khí di chuyển từ đường vào nhà, cho nên phần trước của căn nhà sẽ chịu sức dao động mạnh hơn của sinh khí. Vì vậy, nếu phòng ngủ ở nửa phần trước căn nhà thì giấc ngủ dễ bị xáo trộn vì chịu sự tác động mạnh hơn của sinh khí. Nguyên tắc thứ hai, phòng ngủ tọa lạc tại hướng bắc của căn nhà là vị trí thích hợp cho những người thường bị chứng khó ngủ. Hướng bắc thuộc hành thủy là nơi biểu tượng của sự yên tĩnh, tịch mịch, cô liêu. Ánh sáng trong phòng ngủ sẽ giữ được mức trung bình, không quá chói chang vào buổi sáng và nóng bức vào buổi chiều. Do đó, yếu tố âm dương trong phòng ngủ được cân bằng. Nguyên tắc thứ ba, đừng biến phòng ngủ thành phòng chứa đồ đạc. Nếu sắp xếp quá nhiều đồ đạc trong phòng ngủ, sinh khí sẽ bị bế tắc hoặc bị dồn ép và tạo nên nhiều áp lực, khiến cho người ngủ trong phòng này cảm thấy ngột ngạt, và đó là một trong những nguyên nhân của chứng khó ngủ. Nguyên tắc thứ tư, không nên đặt đầu giường ngủ ngay dưới một cây xà nhà. Cây xà dồn ép sinh khí đang luân lưu bên dưới, tạo thành một áp lực xuống ngay đầu người nằm ngủ
và đó là một trong những nguyên nhân sinh ra chứng nhức đầu mà y khoa không thể nào tìm ra căn nguyên. Nguyên tắc thứ 5, đầu giường ngủ không nên đặt tủ, kệ sách, vân vân. Những cạnh của góc tủ, kệ sách, cạnh bìa sách, cạnh và góc nhọn của khung hình và những thứ trưng trên đó sẽ phát sinh ra tà khí như những mũi tên bắn vào đầu người nằm ngủ, và đó cũng là nguyên nhân của chứng nhức đầu hay nhẹ hơn để làm cho giấc ngủ không được thoải mái. Nguyên tắc thứ 6, nằm ngủ đúng với hướng sinh khí của mình sẽ giúp cho giấc ngủ an lành và tái tạo được nhiều năng lượng cho cơ thể. Thật vậy, nếu xem mỗi người là một thỏi nam châm thì mỗi người đều chịu ảnh hưởng của từ trường ngay nơi chúng ta hiện diện, và xa hơn là chịu cả ảnh hưởng từ trường của quả đất và từ trường trong vũ trụ. Vì vậy có thể nói một người hợp với một hướng nào có nghĩa là từ trường của cá nhân này hợp với sự phân bố của từ trường theo hướng đó. Cho nên nếu chúng ta nằm ngủ đúng với hướng của mình, có nghĩa là hướng mà sự di chuyển của từ trường tại vị trí đó sẽ di chuyển qua cơ thể của mình thuận chiều, như thế mới giúp cho chúng ta có được một giấc ngủ ngon lành, thoải mái và tạo cho chúng ta nhiều năng lượng trong khi ngủ. Và cái hướng thuận với từ trường đó chính là hướng sinh khí của mỗi người. Nguyên tắc thứ 7, những điện tử do TV, radio, máy hát, máy computer đặt trong phòng ngủ sẽ làm nhiễu loạn từ trường luân lưu qua cơ thể khi chúng ta nằm ngủ. Và đó cũng là một trong những nguyên nhân làm cho giấc ngủ của chúng ta hay bị gián đoạn và sự tái tạo năng lượng cho cơ thể bị giảm sút đi. Tóm lại, trong cuộc sống hàng ngày, vị trí của phòng ngủ, vị trí của giường ngủ, hướng nằm ngủ, sự sắp xếp và trang trí trong phòng ngủ đều là những yếu tố cần thiết để mang đến cho chúng ta một giấc ngủ nồng say với nhiều mộng đẹp.